sau khi bay 13 phút tiếp thì đã chuẩn bị hết dầu rồi. Chứ nếu còn dầu thì anh em nó còn bay, còn tìm cách không nhỉ? Rất may là hai phi công của chúng ta an toàn. Đây là điều trân trọng nhất. Khen ngợi đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng ban bảo đảm an toàn bay. Với trình độ, với kinh nghiệm huấn luyện dày dạn và bản lĩnh ý chí quyết tâm cao, đã bình tĩnh, tự tin, không sợ hy sinh, xử lý kịp thời tình huống bất chắc trên không. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm vì nhân dân, vì tổ quốc của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Máy bay này đã bay vòng thứ ba rồi. Sau khi bay 13 phút tiếp thì đã chuẩn bị hết dầu rồi. Chứ nếu còn dầu thì anh em nó còn bay, còn tìm cách không nhỉ? Đây là bài toán rất khó. Đã dành dự trữ lượng dầu 15 phút sau, nhưng cũng đã sử dụng hết, buộc phải rời máy bay là như thế. Đây là một kinh nghiệm rất quý cho chúng ta các anh ạ. Thời bình nhưng cán bộ chiến sĩ của chúng ta vẫn phải như thời chiến, bay trong điều mọi điều kiện các anh ạ. Người chiến sĩ các quân binh chủng khác cũng vậy các anh ạ. Đây là một cái hành động phải nói là vô cùng quả cảm, anh dũng các anh ạ. Trong mưa to, gió lớn, lúc 10 giờ hơn thì đồng chí Sơn nói một chúng em tất cả vẫn đang trong rừng. Mưa lắm. Thế tôi ra lệnh cần thì cho trực thăng, mà trực thăng cũng không bay được. Chỉ còn cách đi bộ. Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bình Định, rồi của sư 2 của quân khu 5 tập trung đi tìm. Rất may là hai phi công của chúng ta an toàn. Đây là điều trân trọng nhất. Tôi cũng đã xin ý kiến các đồng chí trong ban thường vụ quân ủy là đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho hai đồng chí này và các cái phần thưởng khác cho cái ban bay này, các đồng chí. Theo đó, chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bộ đội biên phòng đã bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài. Qua kiểm tra ban đầu thu giữ 70 kg ketamin và một xe ô tô. Lực lượng tham gia chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, phương tiện. Hiện Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công liên tiếp 4 chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ 423,5 kg ma túy các loại, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 6 tháng 11 năm 2024, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát với máy bay JAC-130, số hiệu 210D, bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay bùng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay bùng sau. Đây là chuyến bay đợt 3, là chuyến thứ 2 của phi công bùng trước trong ban bay trong ngày. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh. Phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Quân chủng phòng không không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện, tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không. Kết quả tìm kiếm sẽ được tiếp tục thông tin. Theo thông tin mới cập nhật trong vụ tai nạn máy bay quân sự, hai phi công gặp nạn trong sự cố máy bay rơi khi tập luyện đã nhảy dù ở khu vực đồi núi, sau đó báo tin an toàn về đơn vị. Lực lượng chức năng đang đến ứng cứu. Trước đó cùng ngày, Trung đoàn Không quân 940, Trưởng sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát với máy bay JAC-130, số hiệu 210D, bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay bùng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay bùng sau.
Đây là chuyến bay đợt 3, là chuyến thứ 2 của phi công Bùm trước trong bàn bay trong ngày. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút. Đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2 Tây Sơn, Bình Định. Quân chủng phòng không không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không. Chân trượt, gồ ghề, nhấp nhô. Một thao trường huấn luyện được các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Pháp và Liên minh châu Âu đánh giá là tương đối giống với điều kiện thực tế tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Với từng loại địa hình, các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được các chuyên gia hướng dẫn chi tiết cách kiểm soát, làm chủ phương tiện cũng như những kỹ năng quan trọng của lái xe hai cầu. Sử dụng tời, gờ giảm tốc, thực hành cứu kéo, bảo trì bảo dưỡng phương tiện trước và sau khi sử dụng, thực hành các bài tập lái xe địa hình theo từng tình huống nhiệm vụ. Khóa tập huấn trang bị kỹ năng lái xe hai cầu trên các mặt địa hình khác nhau như thế này thực sự cần thiết, hỗ trợ các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhanh chóng bắt kịp và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Như vậy là đến thời điểm này là hơn 1 giờ sáng ngày 7 tháng 11 thì hai đồng chí phi công đã được lực lượng cứu hộ đưa về nơi an toàn. Sau khi được đưa về nơi an toàn thì hai đồng chí phi công sẽ được đưa lên xe cứu thương để đưa về bệnh viện 13 của quân đoàn quân khu 5 để tiếp tục điều trị sau tai nạn. Tính toán trên bản đồ, trên sao bàn, trên dẫn đường để mà tính từng phút một tốc độ máy bay, độ cao máy bay với cái thì cái phi công của chúng ta nhảy dù ra buồng sau ra trước, buồng trước ra sau thì cách nhau bao nhiêu mét, theo chiều gió theo hướng nào để mà triển khai các lực lượng một cách hợp lý, xây dựng một kế hoạch hết sức là chặt chẽ giữa lực lượng của quân khu, rồi chính quyền địa phương, rồi các cái đơn vị của quân chủng không quân. Đối với cái thời tiết như các đồng chí biết đấy, mưa rất là to, gió rất là lớn, sông suối chảy rất xiết, gọi là lũ cuốn đấy. Thế là và rừng thì sâu và dốc rất cao, toàn đỉnh núi cao 870 và thấp nhất là cũng 550, nhưng đã nhanh chóng đưa anh em được về trong cái điều kiện mưa gió như thế. Thì cho rằng đánh giá rất là cao cái phối hợp hiệp đồng và triển khai rất là nhanh chóng, chính xác, đúng tổ chức là tìm kiếm cái vị trí máy bay thôi. Hôm đó thì sẽ giải mã hộp đen và để tìm ra cái lý do tại sao mà cái một càng phải nó ra, càng trước và càng trái ra càng phải nó ra. Đấy là một trong những cái trường hợp bất trắc vô cùng phức tạp, và trong cái hướng dẫn mà của người lái là ghi là phải nhảy dù. Nếu như một càng trước hạ được, nếu như không có càng thì vẫn hạ được bùng được, nhưng nếu càng trước và một càng trái ra mà càng phải không ra thì dứt khoát là phải nhảy dù. Bởi vì thu bây giờ không thu được nữa, thả khẩn cấp cũng được rồi, thu vào cũng thu được rồi, tạo quá tải lớn để kéo máy bay gập gần như phá máy bay rồi mà càng cũng không ra, cho anh em quay về ra núi để nhảy dù. Cách sân bay là hơn 20 cây nhưng vị trí rơi là gần 30 cây số. Phải nói là rất là lo, rất là thương anh em trong cái mưa gió, rồi trong cái những cái tình huống như thế, nhưng mà anh em nó vượt qua chính bằng cái nghị lực, bằng cái bản lĩnh, nhưng cũng bằng cái sự đoàn kết, sự hợp sức tổng hiệp đồng của toàn lực lượng để chúng ta đưa được anh em về một cách an toàn. Xin cảm ơn thứ trưởng. Càng trải ra mà càng phải không ra thì dứt khoát là phải giải dù. Vô đây có mì tôm rồi. Thì ra kia đi, cho em rửa đèn con đi, đèn đi sao? Còn đèn còi, đèn còi đi, rồi. Càng trước và càng trải ra càng phải không ra,
đấy là một trong những cái trường hợp bất đắc vô cùng phức tạp. Và trong cái hướng dẫn mà của người lái là ghi là phải nhảy dù. Nếu như một càng trước hạ được, nếu như không có càng thì vẫn hạ trượt bùng được. Nhưng nếu càng trước và một càng trải ra mà càng phải không ra thì dứt khoát là phải giải dù. Rất là lo, rất là thương anh em. Trong cái mưa gió rồi trong cái tình huống như thế, nhưng mà anh em nó vượt qua. Chào mừng đến với Kinh tế đơn giản, cầu nối cho những ai đam mê đầu tư bất động sản và tài chính. Tham gia ngay nhóm mua bán BDS16 với hơn 100.000 thành viên, bạn sẽ được quảng bá miễn phí qua các kênh của Kinh tế đơn giản, với tổng cộng hơn 500.000 người theo dõi và 20 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng, cơ hội tuyệt vời để thu hút khách hàng. Truy cập ngay https://link.kinhtedongyen để tham gia cộng đồng và cập nhật thông tin thị trường BDS chứng khoán. Liên hệ quảng cáo 0901673069, Zalo, MS Hùng.